Rồi, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em. Nãy giờ anh chị em cùng Jun xem một đoạn clip TikTok của Võ Lâm Trường Kỳ Mobile bên Trung Quốc ha. Thì nội dung của đoạn clip á là nhân vật nữ múa, nhân vật nam thổi sáo đệm nhạc cho nhân vật nữ. Và đây cũng chính là bộ ngoại trang mới trong phiên bản Long Tước Xuất Vân. Do đó nội dung clip này á là chỉ để review bộ ngoại trang này thôi ha cho nên là clip này sẽ chống chỉ định cho anh em thanh niên cứng và anh chị em đua lực chiến nha vì nó không có review về tính năng mới cũng như hoạt động mới nào trong game hết clip này là chủ yếu là làm cho hỏi chị em bằng gì và những anh em xích thư sưu tầm ngoại trang thôi gì nó chỉ review về ngoại trang là chủ chủ yếu ha rồi thì anh em cũng nhìn thấy ở đây nè à, để dùng vô chị dễ thấy nha à, là bốn cái kiểu hình nhân vật bốn à, kiểu hình nhân vật gồm nữ loli là ở dưới đây Chạy à, chạy xuống chút xíu rồi À, nữ loli là ở đây ha còn cái này là nữ tiêu chuẩn nè à, nam tiêu chuẩn còn cái này là nam khoai ngô thì đầu tiên là sẽ nói về cái giá ngưng sức trước ha rồi từ từ mình sẽ đi sâu cho từng uh, kiểu hình sao rồi thì sẽ vô trong cái chủ ngoại trang thì đợt này cũng gì ha thì ở đây nó sẽ có hai đợt này nó sẽ có ba cái ngoại trang mới một là quyên một cái bọc uh, quyên một cái gương này luôn thì cái gương này nó có cái tên là hồng tụ uh, thiên hương hào hoa bảo xương hồng là màu hồng dịch ra là màu đỏ cũng được tại vì hồng bao dịch ra tiếng việt là bao lì xì nó cũng là màu đỏ à, tụ ở đây là không phải tụ lại tụ ở đây là cái tay áo à, mấy cái tay áo mà dài dài xưa giống như coi cả lương đồ đó mấy cái tai áo mà chúng ta kiếm hiệp nó phải bự ra gọi là tụ thêm là thêm thôi chứ không gì hết hương là cái hương thơm này nọ giống như là à, một cái tay áo màu hồng nó có hương thơm ở trong đó dịch ra tiếng việt nó xào nó tốt nhất là mấy cái ngoại trang mình biết cái tên thôi chứ đừng có dịch ra OK. Thì còn cái à, hào hào hoa bảo xương thì nó dạng giống như một cái dạng mà gọi là gương gương mà gương mà gọi là gương quý giá này nọ thì gọi là chung là bốn cái chữ này nó hoa mỹ chút xíu thôi này gọi là chung là một cái gương đợt ngoại trang gì đi ha. Rồi thì khi anh em mua cái gương này mình sẽ tốn 5.980 ngân sức. À, thì à, thường thường phiên bản mới ở bên việt việt nam mình nữa đúng không? Thì à, sẽ có một cái đợt à, à, uh, like xe bài trên fanpage của Trưng Nhi rồi Trưng Nhi sẽ giảm giá giảm được đưa cho cái phiếu giảm nửa giá ngoại trang cho mình cho nên là cái 5.980 ngân sức này giảm một nửa chắc là 2.990 thì à, uh, nếu mà giảm tới 2.990 thì à, uh, 2.000 ngân sức là nó tương đương 500.000 Việt Nam đồng cho nên là nếu mà năm 2009 thì chắc tầm à, uh, à, uh, 700 mấy tầm 700 mấy là được cái bộ ngoại trang này ha thì của ngoại trang này đắt trời à, uh, sẽ review sau cho từng những vật sau rồi bây giờ qua tới cái ngoại trang uh, quả, lưng ngoại trang lưng ha thì cái ngoại trang này nó ghi là phi hồng vũ dực phi là bay hồng là một con chim hồng uh, vũ là cái lông dực là cánh Ờ à, giống như là một cái lông một cái, cái bộ uh, cánh của con chim là gì con chim hồng này ha À, nó bay được nữa à, thì khi mà mặc vô như vậy nè nó sẽ ra đây và cái bộ ngoại trang này á cái ngoại trang lưng, lưng này nó cũng có giá là 6.6880 nhưng mà cái ngoại trang này là không có chắc là nó sẽ giảm giá giảm nửa giá nha Tại vì nếu mà 6.6880 ngân sức thì nếu mà tính theo cái giá 2 2000 ngân sức nó tương đương với 500.000 thì 6 tám ngân sức này nó gần tầm à, hơn 1 ,7 triệu bảy tiền Việt Nam chứ không vẫn chơi đâu thì cái à, cái hiệu ứng của bộ ngoại trang này đó sau khi mình mặc vào đó, thì mình sẽ được à, kinh công có cái hiệu ứng kinh công đẹp ở à, thêm màu sắc và thêm à, hiệu ứng này nọ. À. Thì cái à, trạng thái kinh công mày sao thì anh em cho trong coi cho cái clip trailer mới của phiên bản Long Tướng Xuất Vân anh em cũng nhìn thấy á, là nó à, bay nó rõ cánh ra vàng à, lum Nhưng mà nhìn nó giống như là mới tập bay, bay chút xíu như là cánh muốn gất tới nơi. Nên chung là, là cái này... À, chỉ là ngoại trang thôi thì chắc là chỉ sử dụng trong thành thôi chứ BK như game này là game 2D cho nên là BK không có ba tới ba lui đâu ha còn cái con truy phong này thì cái đợt trước đó là nạp 2 triệu vô nó cho rồi còn cái này là bây giờ mua tới 6 880 ng ng ngân sức thì cũng tầm 1 ,7 triệu 7 thì thôi đợi tới event sắp tới nạp 2 triệu mình được cái mấy kim mình sướng hơn chứ mua không cái này chi ha hả? hả thì à, tất cả luôn ba cái gương này À, cái gương này, cái cánh và cái con thú cỡi này đều phải kiếm hiệp 10 trở lên là mình mới có thể tặng cho bạn bè mình được nha anh chị em ơi. À, rồi thì bây giờ... khi mà mình mở một cái gương như vậy ra, à, mua nguyên một cái gương luôn thì tặng cho bạn bè cũng được. Còn không thì mình mở ra xong mình tặng cho bạn bè vẫn được. Thì cái gương này bao gồm đó là hồng, hồng tụ thiêm hương, à, một cái ngoại trang áo, ha, xong đó có động tác đặc biệt hồng tụ thêm hương. Một cái ngoại trang nón cũng... À, cũng là nón của Hồng Tụ Thiêm Hương luôn với lại một cái danh hiệu à, à tồn tại trong vòng 30 ngày thì à, cái hộp ngoại trang lần này nó không có thuốc nhuộm nha còn mấy cái lật chứ hình như là có thuốc nhuộm à, thì nếu mà cái tiền này bảy trăm gửi mắc quá à, thì bây giờ à, hùng đi à, tại vì kiếm hiệp 10 chứ là mình sẽ à, tặng được cho người người khác cho nên là hùng đi ơi ơi bạn ơi bạn mua cái à, nón hai trăm gửi đi nha tôi mua cái áo năm trăm thôi mình hùng tiền nhau à, mở cái gương xong đưa nó cái nón À, thì có nhiều người á, giống như là vui vậy nè vui chỉ à, thích cái nón thì ngoại trang nón hay ngoại trang áo nhìn nó sao sao do là cái nam đồng ý mình biết là nam cổ trang thì họ sẽ mặc váy đồ nhưng mà nhìn nó biết ca đồ nhìn kỳ kỳ đó, cho nên là vui không thích mấy hay vui chỉ thích nón thôi ờ à, ai hùng với mình mà mình hùng còn thường thường kêu người ta hùng giống như người ta quý mình nữa cái người ta tặng luôn cho mình à, không có hùng à, rồi bây giờ mình sẽ review vô nữ loli ly trước ha rồi nữ loli có cái nào có cách nào zoom nó to lên không ta? Rồi nữ loli. Thì bây giờ đầu tiên mình chúng ta sẽ coi về nữ loli trước ha. Thì nữ loli anh em cũng nhìn thấy nè. À, cái động tác của nó là sẽ quay một vòng tròn ha, múa lụa này gọi là tạm đồng múa lụa đi. À, đứng xa chút xíu để tôi nhìn để người ta nhìn vô để anh em kìa nhìn vô ha. Rồi thì à, nữ loli thì là cột tóc hai bên. gắn cái chuông lên đầu cái bộ áo này giống bộ áo yếm à, nhìn nói chung là cái bộ nữ thường mấy cái bộ áo nữ ly kia rất là đẹp cái bộ nữ ly này thấy nó sao xa xa, nó giống như cái bộ uh, um, cái bộ mặc định của nữ ly hơn chứ không thấy gì đẹp mấy ha thì uh, chủ đề của nó là cái tên của bộ ngoại trang này là hồng tụ cho nên là lúc nào bốn bộ luôn đều có cái tà áo dài dài pastel phía sau ha có hoa nở đồ tùm lum nè ha rồi bây giờ mình sẽ review qua cái bộ nữ tiêu chuẩn Ha, nữ tiêu chuẩn là nhìn cái bộ này giống uh, bộ đồ của Nga mi chút xíu ha thì uh, nó áo cái này như là cúp ngực với ông ta Hình như là vậy nó uh, thì uh, mặc cái tà tà dài dài thì nó là hồng tụ cho nên phải có tà này cái tà này có hương thơm ấy nha tại vì do là game nó không có uh, À, mình không có cái game này không phải là game 4D, 5D hay 6D gì mình thử được cái mùi thơm đó cho nên là không biết diễn tả cái mùi thơm đó làm sao ha. Đó nó có cái gì bay bay giống như là cái khối mờ mờ này nè, thực ra cái này là mùi thơm chứ không phải là cái mùi thúi như mấy ông thường thường. Đó, để mùi thơm ha. Thì khi mà muốn vậy mình có ánh sao chớp 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 đồ ha. Rồi qua coi cái nón phía sau của nữ coi. Rồi đến nói chung là đang cột đồ các kiểu cầu kỳ qua lá hẹ đồ tùm lum tà tù la rồi bây giờ sẽ qua coi của anh Nam mượn con cái rồi anh năm tự con là mấy cái kiểu hình cái ban thiên dương rồi ha rồi thì à, khác với nữ nữ múa đúng không thì à, nam là thổi sáo mà khi mà thổi sáo nó nó tỏ ra cái gì vòng tròn giống như là ừ, chứ học vật lý này là gì nè à, giống như bước sống gì đó ha rồi nhìn cái vẻ hơi ghê đè thổi ghê <laughs> rồi thì uh, mặc dù là nam nhưng mà nó cái tà áo này nó cũng có hoa luôn, uh, nó có hoa trên này cái tà áo luôn. <laughs> rồi thì uh, cái nón này uh, thì uh, ngoài trang nón này thì uh, có cột cái cọng nói chung là bốn cái bộ ngoài đều uh, có chuông hết phải thì phải. nữ nữ tiêu chuẩn thì nó bỏ cái chuông đi, uh, nó sẽ cho mình một cái hoa trên đầu, còn nữ lô li thì có hai chuông hai bên còn nam uh, khôi ngô á nam bự con á thì nó có cái chuông cột phía sau để đây ha rồi tóc này uh, cũng đẹp nam nam khôi ngô uh, nam uh, nam uh, bự con á, cũng đẹp ha <laughs> rồi thì uh, nãy Jun cũng nói hết mấy cái kiểu hình của nam trong cái, uh, cổ trang game kiếm hiệp có thể là cổ trang ha nó theo kiểu tà áo nó phải bye bye, bye 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 gì ha ở trong thì mặc uh, dài uh, dài bó cái này gì nhà mặt bó à, mặt boss à, bây giờ mình sẽ qua nam tiêu chuẩn nam tiêu chuẩn thì như nãy Dương nói đó, khi mà chơi mấy cái kiểu hình nam tiêu chuẩn này nó 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 khá là đang mỹ đi à, dùng cái từ đang mỹ đi ha thì nó cũng cái động tác thì cũng giống như nam nam bự con ha cũng quay cái sáo hai ba vòng xong rồi ngồi thổi tiếng tiếng lưng là gạt bước sống đó nhưng mà cái tà áo của nam này thấy là nó nó cầu kỳ hơn ha có cái đeo ngọc bội được cái kiểu đồ nè tà áo rồi có có uh, có thiêu cái con hình như theo uh, quả tiết chim bay thì phải ờ uh. tà áo của nam tiêu chuẩn á thì uh, để coi có hoa cỏ gì không có hoa luôn mà hoa không có uh, in nhiều hoa như ông nam uh, năm bự con kia rồi thì lên tới nón thì cũng cột một cái chuông mà cột rồi cột cái cột, cột cái kiểu rồi là cột nguyên cục bánh bao trên đầu ha à, xong xong cái kèm cái chuông luôn hình như hôm với cái chuông chỉ có cái cây cái cây gọi là cái cây chăm xiên ngang qua thôi hả à, nhưng mà nhìn kỹ một chút hình như là ông nam tiêu chuẩn này ông có đeo cái mắt kiến gì vậy trời đất ơi thời xưa có mắt kiến có bay ấy. À rồi song song ở đây thì bên Võ Lâm Truyền kiện Mobile bên Trung Quốc thì họ có gọi là nuôi bét rồi Bét ở đây là cũng gọi là một dạng thú cưng chứ không phải là bét đồng hành gọi là tăng hiệu ứng nhỏ cho mình ha Bét là bét, bét thú cưng đâu ha từ từ thì sẽ sẽ review cho anh em xem à, Để coi kỹ thì có hình như là nam tiêu chuẩn rồi nó có đeo, mắt, đeo cái mắt kính Môn phái uh, Tiêu dao nam đi Chỗ nó đeo cái mắt kính thiệt mấy ông ơi đây cái mắt kính thiệt à, coi 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 năm năm hơi ngô có đeo không em hơi ngô này không đeo đem tiêu chuẩn đeo cái mắt kiến đồ do giống thư sinh đồ ha à, giống như anh nhạc sĩ đồ Ô, anh nhạc sĩ thổi sáo đồ để mất kính đồ trời ơi lấy gì chịu nội rồi thì nãy giờ là 11 phút thì bây giờ Jun cũng review xong à, cái giá ngoài trang cái bốn kiểu hình và cái này theo ý kiến cá nhân của mình rồi cái cái Uh, cái trạng thái mà khi nhảy kinh công này á, thì uh, ở trên lơ thì nó có mấy giây rồi cho nên là khi mà mình bật Duyên bật cho anh chị em xem lúc này cũng được nhưng mà Cái đoạn clip nó mất tiêu ở đâu rồi cho nên là không có review được Còn cái con ngoại trang này á, thì đừng có mua chi phí lắm uh, Lần trước nó có cái gói nạp gì hai triệu là nó cho mình cái uh, con uh, thú cưỡi này ha Với lại song song đó thì mình được thêm mấy cái quyển thông mạch này nọ mình dẫn lời hơn Rồi thì uh, bây giờ uh, clip này tới đây là dù nó review xong về ngoại trang uh, hồng tụ thiêm hương này ha rồi à, nếu mà anh chị thấy hay và nó à, để lại cho môi dung một like và một subscribe kênh ha khi mà subscribe thì anh chị em nhớ à, bấm vô cái chuông bên phải luôn à, để khi mà Jun có những clip công chiếu và livestream thì à, mình cùng vô uống trà luận anh hùng hoặc là bàn và những cái ngoại trang như thế này cho nó vui ha thì à, like cũng được không like cũng không sao cả nhưng mà like sẽ có động lực hơn rồi thì à, chắc là khi mà những tín đồ thời trang họ xem cái clip này xong thì ai uh, nếu mà thích sưu tầm ngoại trang chắc cũng uh, la âm sùng lên này chừng nào nói về Việt Nam này nọ ha thì khi mà chừng nào nói về Việt Nam thì chắc ai biết đâu rồi uh, chắc là phiên bản mới khi mà xuất hiện long bông phải long tướng này chắc nó về cùng một lúc luôn ha rồi thì uh, nếu mà anh chị uh, em uh, xem từ đây thì chắc là có duyên với Jun rồi nhưng mà uh, nhờ anh chị em xem uh, cái clip này giúp Jun ha thì biết đâu anh chị em cũ anh chị em uh, bạn bè của anh chị em họ không có duyên với Jun Duy, họ không có xem được cái clip này thì nhờ mà anh chị em sẽ duyên, duyên dùm Jun Duy nha rồi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em mình là Jun đến từ kênh Jun Liu các anh chị em đã thời gian quý báu ra theo dõi clip này của mình